Composite đó nó cũng còn tương đối khoảng 60-60% nha mẹ, tương đối mới ha. Nó mình thấy cũng còn đẹp lắm. Chiếc này nó cũng có cái tời neo nữa nha quý ha, tời neo phía trong nó nằm phía trong, chiếc rất đẹp nha quý ha. Nó tùy theo cái sở thích, nhưng mình quay những cái dòng cano thể thao mà đam mê tốc độ chút xíu. Em thân mến, hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano giá rẻ cho quý vị anh chị em xem, chủ yếu là xem tham khảo giá. Cũng lâu rồi mình không có quay những cái dòng cano giá rẻ, cho nên hôm nay có khách ký gửi nó bán cái cano cũng về rất nhiều cho quý vị ha, cano ra về rất là nhiều luôn. Mình quay một dòng cho quý vị anh chị em xem, chủ yếu xem bên cái bãi của mình ha, mình hiện tại nó đang về ha, nên cải rất là nhiều luôn, cho nên mình cũng không có thời gian, mình chỉ có thời gian vào cuối tuần rồi. Hôm nay có khách hàng nó ký gửi cái cano thể thao ha, cano thể thao này ký gửi khách hàng nó cũng tương đối bán. Chiếc này có tầm hạ là khoảng 95 ha, trên hàng khoảng 95, có chiếc này có mã hiệu là XC71S ha. Chiếc này nói chung là có chiều dài khoảng là 4m ha. 4m rưỡi, 4m75 ha, còn như khoảng 5m, khoảng 5m đổ lại. Chiếc này xài động cơ Suzuki ha. Chiếc này xài động cơ Suzuki 4 thì nha quý ha, động cơ Suzuki 4 thì, nói chung thì 30 mã lực ha. Chiếc này có bề ngang nó là khoảng 1m8 ha, động cơ này bề ngang 1m8. Chiếc này mình có được 4 chỗ ngồi nha quý ha, 4 chỗ ngồi. Chiếc này dạng thể thao ha. Nói chung thì theo cái sở thích của anh chị em là mình chủ yếu quay nè, nó có cũng có bộ điện đàm, cũng có đồng hồ. Chiếc này thì tương đối, chiếc này năm 2000 nha quý vị ha, chiếc này tương năm 2000. Chiếc này động cơ 2 thì cho quý, xin lỗi quý vị, 2 thì nha, động cơ do Suzuki 2 thì. Chiếc này nó mới xài được 275 giờ thôi nha, 275 giờ 30 mã lực. Chiếc này là giá rẻ nha quý vị ha, chiếc này gọi là do cano giá rẻ thôi. Chiếc này có trị giá là khoảng 6.000 đô ha quý ha, 6.000 đô tương đương khoảng là 110 triệu ha, khoảng 110 triệu, nó cũng tương đối thôi. Khách này nó bán, nó bán là khách này là 7.000 đô á, nhưng mà khách nó đang giảm giá 1.000, còn 7.000, còn 6.000 thôi nha quý vị ha, 6.000. Nếu chưa tính xe kéo, nếu mà tính xe kéo cộng thêm 1.000 đó là 7.000 ha, còn nếu không lấy xe kéo là 6.000 nha quý vị ha. Mình chủ yếu quay cho quý vị xem là tham khảo giá thôi. Chiếc này bán cũng rất nhanh, chiếc này bằng chất liệu bằng composite nha quý vị ha. Đó, nó cũng còn tương đối khoảng 60-60% nha mẹ, tương đối mới ha. Nó mình thấy cũng còn đẹp lắm. Chiếc này nó cũng có cái tời neo nữa nha quý ha, tời neo phía trong nó nằm phía trong, chiếc rất đẹp nha quý ha. Nó tùy theo cái sở thích, nhưng mình quay những cái dòng cano thể thao mà đam mê tốc độ chút xíu thì đây những cái dòng cano thể thao ha, giá cũng tương đối phải chăng, khoảng 100, hơn 100 triệu chút xíu ha, khoảng 100 mốt thôi ha, khoảng 110 triệu, tùy theo cái tỷ giá của đô la Úc nó đang xuống á, cho nên chiếc này mà nó cũng tương đối giá cũng phải chăng ha quý vị ha. Nó là sở hữu hơn 100 triệu chút xíu, có bị có sở hữu được chiếc thể thao rồi. Chiếc này chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển nha quý vị ha, phí vận chuyển và mình có ghi trong phần mô tả đó. Chiếc này nếu mà về tới Việt Nam cũng khoảng 75 triệu nữa nha quý vị ha, coi như khoảng nếu mà hết toàn bộ khoảng gần 200 triệu rồi ha. Rồi mình chú ý mình quay một vòng, sau đó mình xin kết thúc video tại đây ha. Anh bên trong có nói gì ha? Chiếc này dành cho những người anh nào đam mê tốc độ, những anh lớn tuổi chút xíu ha, anh chị em là lớn tuổi, anh này có trung niên cho đi á, nó cũng rất đẹp ha quý ha. Đó, mình chủ yếu quay cho quý vị xem tham khảo giá thôi. Anh chị thích cứ nhắn tin cho mình ha, hoặc là mua bán game miền Tây hoặc là Zalo ha. Rồi mình đi một vòng, sau đó mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Anh chị nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất của mình cho hàng tuần cho quý vị xem tham khảo ha. Nói chung mình chỉ quay cho quý vị xem tham khảo giá thôi. Anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình. Tất cả những cái dòng này là mình chưa bao gồm những cái dòng mình quay là quay tại nước Úc hết nha, toàn bộ nha quý vị ha. Chưa bao gồm phí nhập khẩu và thuế vận chuyển ha.
và thuế vận chuyển và phí nhập khẩu mình có ghi trong phần mô tả đó, mình có ghi hết tất cả những video nào mình cũng có nói rõ đó. Và các anh chị cứ xem trong cái phần mô tả thì sẽ hiểu hết tất cả ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha, xin hẹn video kế tiếp mình sẽ quay cho cái những cái dòng cano giá rẻ ha. Đây là những cái dòng cano giá rẻ cũng tương đối phải chăng ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi, xin chào quý vị và anh chị em, xin hẹn lại video clip sau ha.